Xin chào, tôi là MasterX.vn. Hôm nay tôi sẽ phân tích ngắn gọn và xúc tích tác phẩm kinh điển Hạnh Phúc của một tăng gia của nhà văn Vũ Trọng Phụ. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhiều tác phẩm hay hơn nữa nhé. Một, mở bài. Số Đỏ là cuốn tiểu thuyết trào phúng được viết theo khuynh hướng hiện thực chủ nghĩa. Tác phẩm đã phát huy cao độ tài năng châm biếm, đả kích sắc sảo của Vũ Trọng Phụ trước những thói xấu xa, giả dối của xã hội thực dân phong kiến nửa đầu thế kỷ 20. Dưới ngòi bút kỳ tài của Vũ Trọng Phụ, chương nào, đoạn nào cũng thú vị, hấp dẫn như một màn hài kịch trọn vẹn. Đặc biệt gây ấn tượng là chương Hạnh Phúc của một tăng gia. 2. Thân bài. Ý nghĩa châm biếm gửi cả trong cái tên của chương truyện. Một gia đình có tang, thậm chí đại tăng ắt phải tiếc thương, sầu não đến chừng nào ấy vậy mà lại hạnh phúc. Mới nghe có vẻ ngược đời, nhưng trong hoàn cảnh cụ thể của gia đình này thì điều ấy lại chân thực, hợp lý. Ở đám tang cụ tổ, mọi người đều vui như Tết, con cái, cháu chắt, họ hàng thân thích. Ai cũng thấy đây là một dịp may hiếm có để thỏa mãn một nguyện vọng, một ý đồ nào đó. Vũ Trọng Phụng vạch rõ chân tướng nhố nhăng, lố bịch của những hạng người mang danh là thượng lưu, quý phái, văn minh, tân tiến nhưng thực chất lại là những cặn bã, quái thai của cái xã hội dở tây dở ta buổi ấy. Trong chương này, tác giả đã xây dựng thành công những tình huống điển hình, để bộc lộ những tính cách đặc sắc. Trước hết, phải nói đến thái độ của những kẻ có quan hệ ruột già với cụ tổ. Cái chết của cụ chẳng làm cho đứa con, đứa cháu nào tiếc thương bởi đã từ lâu, họ mong cụ chết cho nhanh để chia gia tài. Bọn con cháu vô tâm ai cũng vui sướng thỏa thích, người ta tưng bừng vui vẻ đi đưa giấy cáo phó, gọi phường kèn, thuê xe đám ma, tăng gia ai cũng vui vẻ cả. Vợ văn minh cháu dâu, mừng rỡ vì sẽ được mặc đồ xô gai tân thời và đội cái mũ mấn trắng viền đen, để quảng cáo cho một kiểu đồ tăng mới lạ của cửa hàng Âu Hóa vừa mới chế ra. Cậu Tú Tân, cháu nội cụ tổ hào hứng, phấn khởi thật sự vì cậu có dịp trổ tài sử dụng cái máy ảnh mà mãi cậu không được dùng đến. Còn người con trai cả của cụ tổ thì sung sướng vì một lý do khác lớn hơn. Cụ Cố Hồng mơ màng đến cái lúc cụ mặc đồ xô gai, lụ khụ chống gậy, vừa ho khạc vừa khóc mếu để cho thiên hạ bình phẩm, ngợi khen, úi kia, con trai nhớn đã già đến thế kia kìa. Văn Minh cháu nội, đã từng du học tận bên Tây bao năm, về nước không có lấy một mảnh bằng. Chỉ nhăm nhăm nghĩ tới chuyện chia gia tài, thì thích thú ra mặt vì cái chúc thư kia đã vào thời kỳ thực hành, chứ không còn là lý thuyết viển vông nữa. Riêng người cháu rể Phán Mọc Sừng lại khóc khởi, sướng rơn trong bụng vì đã được bố vợ nói nhỏ vào tai rằng sẽ chia cho con gái và con rể thêm một số tiền vài nghìn đồng. Chính ông không ngờ rằng giá trị đôi sừng hươu vô hình trên đầu ông ta mà lại to đến thế. Đám ma rất to, to chưa từng thấy ở đất Hà Thành xưa nay, có đủ cả kiệu bát cống, lợn quay, đi lọng, vài 300 câu đối, bức chướng, vòng hoa phúng điếu, vài trăm người đưa đám nghiêm nghị, thành kính đi sát ngay sau linh, trong đủ thứ tiếng kèn huyên náo, kèn ta, kèn tây, kèn tàu, có cả âm thanh chói tai, rộn rã của lốc bốc xoảng và bu dích. Ngoài những thân nhân của người quá cố phải nói đến đám bạn bè, quan khách của tăng chủ, đi đưa đám không phải để chia buồn mà là cốt khoe ngực đầy những huy chương như Bắc Đầu Bội Tinh, Long Bội Tinh, Cao Mên Bội Tinh, Vạn Tượng Bội Tinh, trên mép và cằm đều đủ râu ria, hoặc dày hoặc ngắn, hoặc đen hoặc hung hung, hoặc lún phún hay rầm rậm, loàn quản. Đám phụ nữ quý phái, đám trai thanh gái lịch đang theo đuổi, học đòi phong trào Âu Hóa, vừa đi đưa ma vừa cười tình với nhau, bình phẩm nhau, chê bai nhau, hẹn hò nhau. Và mỉa mai thay, họ làm tất cả những chuyện ấy bằng vẻ mặt buồn rầu của những người đi đưa ma. Điều đó chứng tỏ họ hoàn toàn rừng rưng với người chết, tất cả đều thản nhiên, vui vẻ và dối trá. Người dân hai bên đường đổ xô ra xem đám ma như xem một sự lạ. Đám ma to đến nỗi những người trong tăng gia cảm thấy hết sức sung sướng, và hàng phố nhộn luận, đám ma to tát có thể làm cho người chết nằm trong quan tài, cũng phải mỉm cười sung sướng, nếu không gật gù cái đầu. Thật là mỉa mai, chua chát. Đằng sau sự phô trương, cố làm ra vẻ long trọng, danh giá ấy là sự dởm đời đến mức lố lăng, là thói háo danh đến trơ trẽn của bọn người giàu sang, hãnh tiến và bao trùm lên tất cả là thói đạo đức giả. Xuân Tóc Đỏ xuất hiện, đẩy sự lố lăng, dị hợm của đám ma cụ tổ lên tới đỉnh cao. Hắn chọn đúng lúc để có mặt trước sự chú ý của mấy trăm con người và gây ấn tượng mạnh với hai vòng hoa đồ sộ, sáu chiếc xe kéo sang trọng và một đám sư, cùng loại sư của báo gõ mõ. Điều này khiến cho bà Cố Hồng càng thêm sung sướng, ấy, giả không có món ấy thì là thiếu chưa được to, may mà ông Xuân đã nghĩ hộ tôi. Mấy chi tiết đặc tả cảnh hạ huyệt càng mỉa mai, trào phúng. Vũ Trọng Phụng tả nó như một vở kịch, mà bận tay giàn dựng của đạo diễn quá ư lộ liễu, trắng trợn, cậu Tú Tân bắt từng người phải chống gậy, gục đầu, cong lưng, lau mắt, để cậu chụp ảnh, trong khi bạn hữu của cậu rầm rộ nhảy lên những ngôi mà khác, mà chụp để cho ảnh khỏi giống nhau. Song song với việc mô tả hình thức đám ma với đủ các nghi thức trọng thể,
Vũ Trọng Phụng không quên đi sâu thể hiện, phanh phui mặt trái của nó. Ngòi bút sắc sảo của nhà văn trưng lên liên tiếp những bức biếm họa trước mắt người đọc. Thiếu lòng thương tiếc chân thành đối với người đã khuất thì tất cả những hình thức loè loẹt, om sòm kia đều trở thành vô nghĩa, thành trò cười cho thiên hạ. 3. Kết bài. Qua chương hạnh phúc của một tăng gia, Vũ Trọng Phụng bộc lộ xuất sắc tài kể chuyện của mình. Bút pháp của Vũ Trọng Phụng giỏi ở chỗ phóng đại mà như không phóng đại, làm cho mọi việc đều như thật và hơn thật. Ông chú ý đến các mâu thuẫn giữa hiện tượng và bản chất, khai thác triệt để nhằm gây nên những tràng cười có ý nghĩa phê phán sâu sắc. Cảnh đám ma hiện ra như một màn hài kịch sinh động, một bức biếm họa khổng lồ và chi tiết về cái xã hội tự xưng là thượng lưu, sang trọng ở Hà Nội, thời đó đang phơi bày tất cả cái bản chất lố lăng và đồi bại trước mắt mọi người.